tiếp tục ráp bơm bùn cho khách VIP. Sử dụng máy 7,5 để cốt thẳng tua nhanh. Đây là bầu bơm bùn bên mình. Sử dụng ống hút xả là ống 90. Chất liệu là chất liệu inox 304. Xoắn tơi bùn. Ở dòng cốt thẳng tua nhanh thì sử dụng cánh quạt 3 cánh. Thẳng hút 90, ống xả 90 luôn. Đây là bộ máy em ráp cho anh hoàn thiện rồi nhé. Em cũng hướng dẫn anh luôn. Thì em câu cho anh hai cái dây để dây vàng là dây âm, dây đỏ này là dây dương nhé. Thì về công tắc này là công tắc tắt máy anh nhé. Công tắc này công tắc tắt máy. Còn công tắc màu đỏ ở dưới nút đề này là công tắc đề anh nhé. Thì bây giờ em sẽ khởi động đề, kiểm tra đề cho anh luôn. Về anh đấu dây mình ắc quy xe máy là sử dụng được rồi nhá. Anh nhấn giữ cái này là đề này. Máy chạy anh nhá. Máy chạy rồi nha anh nhá. Đây là công tắc tắt máy nhá. Công tắc tắt máy ở nằm ở vị trí này nhá. Đây là công tắc tắt máy, anh nhấn giữ là tắt máy, còn đây là công tắc đề nhá. Anh nhấn giữ khi nào máy nổ thì thả ra nhá. Anh em để lại cho anh coi một lần nữa này. Em kiểm tra xong thì em sẽ ráp bơm, tiến hành ráp bơm cho anh nhé. Anh để thì anh nhấn giữ công tắc dưới cốc đề này nhé. Rồi ok anh nhé. Rồi em ráp bơm rồi sẽ gửi sớm cho anh. Hôm nay em hoàn thiện máy thì từ giờ đến tối em sẽ ráp bơm cho anh nhé.